Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính để đầu đảnh lễ quý sư tôn đức và nhà sư, xin trân trọng kính chào quý đồng hương các Phật tử xa gần thân mến. Hôm nay nhà sư xin tiếp tục trùng tuyên bài thứ 5 trong bộ Phật học phổ thông nói về nhân quả luân hồi để chúng ta cùng nhau chia sẻ tu tập trên bước đường giác ngộ giải thoát. Nhân quả vũ trụ vạn vật không phải tuần hành biến dịch một cách ngẫu nhiên vô lý mà tuân theo một cái luật chung. Luật đó là luật nhân quả. Luật này không phải do một đấng nào, xã hội nào đặt ra, mà là một luật thiên nhiên âm thầm lặng lẽ nhưng đúng đắn, mạnh mẽ vô cùng. Người đời vì không quan sát một cách kỹ càng tường tận nên không nhận thấy được luật ấy. Do đó họ đã hành động một cách bừa bãi, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với bản thân mình và với người xung quanh. Và cũng vì thế mà họ đã đau khổ, lặn hụp mãi trong biển mê mờ tội lỗi. Trái lại, Đức Phật là vị đã hoàn toàn giác ngộ, đã phát huy ra được cái luật nhân quả đang chi phối, điều hành mọi sự, mọi vật trong vũ trụ này, nên Ngài đã hành động một cách sáng suốt, lợi lạc cho chính mình và chúng sanh. Vậy, chúng ta là Phật tử, chúng ta cần phải hiểu biết cái luật nhân quả mà Đức Từ Phụ đã phát huy đó như thế nào, để rồi hành động đúng theo như những điều Ngài đã làm, hầu đem lại hạnh phúc chân thật, lâu bền cho mình và cho những người chung quanh. Định nghĩa nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Nhân là cái mầm, quả là cái hạt, cái trái do mầm ấy phát sinh. Nhân là năng lực phát động, quả là sự hình thành của năng lực phát động ấy. Nhân và quả là hai trạng thái tiếp nối nhau, tương quan mật thiết với nhau, nương vào nhau mà có. Nếu không có nhân thì không thể có quả, nếu không có quả thì không có nhân. Những đặc tính của luật nhân quả: một, nhân thế nào thì quả thế ấy. Nếu ta muốn có quả cam thì ta phải ương hạt giống cam, nếu ta muốn có hạt đậu thì phải gieo giống đậu. Không bao giờ ta trồng cam lại được đậu, hay trồng đậu mà lại được cam. Người học đàn thì biết đàn, người học chữ thì biết chữ. Nói một cách khác, nhân với quả bao giờ cũng đồng một loại với nhau, hễ nhân đổi thì quả cũng đổi. Hai, một nhân không thể sanh ra quả. Sự vật trong vũ trụ này đều là sự tổ hợp của nhiều nhân duyên, cho nên không có một nhân nào có thể tự tác thành kết quả được. Nếu không có sự giúp đỡ của nhiều nhân khác, nói rằng hạt lúa sanh ra cây lúa là nó một cách giản dị cho dễ hiểu, chứ thật ra hạt lúa không thể sanh ra gì được cả. Nếu để một mình nó giữa khoảng trống không, thiếu không khí, ánh sáng, đất nước, nhân công. Cho nên khi ta nghe bất cứ ai tuyên bố rằng mọi vật do một nhân sinh ra, hay một nhân có thể sinh ra vạn vật, ta có thể chắc chắn rằng người ấy nói sai sự thật. Ba, trong nhân có quả, trong quả có nhân. Chính trong nhân hiện tại đã có hàm chứa cái quả vị lai, cũng chính trong cái quả hiện tại đã có hình bóng của nhân quá khứ. Một sự vật mà ta gọi là nhân là khi nó chưa biến chuyển hình thành ra cái quả mà ta mong muốn chờ đợi. Một sự vật mà ta gọi là quả là khi nó đã biến chuyển hình thành ra trạng thái mà ta mong đợi, ước muốn. Mọi vật vì thế đều có thể gọi là nhân hay quả được cả. Đối với quá khứ thì nó là quả, nhưng đối với tương lai thì nó là nhân. Nhân và quả tiếp nối nhau, đắp đổi nhau như những vòng trong sợi dây chuyền. Bốn, sự phát triển nhanh và chậm từ nhân đến quả. Sự biến chuyển từ nhân đến quả có khi
nhanh khi chậm, chứ không phải bao giờ cũng diễn tiến trong một thời gian đồng nhất. Có những nhân và quả xảy ra kế tiếp nhau, liền nhau. Nhân vừa phát khởi thì quả đã xuất hiện. Như khi ta vừa đánh xuống mặt trống nhân thì tiếng trống liền phát hiện ra là quả. Hay khi hai luồng điện âm và dương vừa gặp nhau thì ánh sáng liền bừng lên. Có khi nhân đã gây rồi nhưng phải đợi một thời gian quả mới hình thành. Như từ khi gieo hạt giống cho đến khi gặt lúa cần phải có một thời gian ít nhất là 4 tháng. Có khi từ nhân đến quả cách nhau từng chục năm, như đứa trẻ mới cấp sách đi học đến ngày thành tài phải qua một thời gian ít nhất là 12 năm. Có khi cần đến một vài trăm năm hay nhiều hơn nữa quả mới xuất hiện. Chẳng hạn như từ ý niệm dành độc lập của một quốc gia đến khi thực hiện được nền độc lập ấy cần phải trải qua bao thế kỷ. Vì lý do mau chậm trong sự phát hiện cái quả, chúng ta không nên nóng nảy hấp tấp mà cho rằng cái luật nhân quả không hoàn toàn đúng. Khi thấy có những cái nhân chưa phát sinh ra quả, phân tích thành tướng của nhân quả trong thực tế, như các loại trên đã nói, nhân quả chi phối tất cả vũ trụ vạn hữu. Không có một vật gì, sự gì, động vật hay thực vật, vật chất hay tinh thần thoát ra ngoài luật nhân quả được. Ở đây, để có một quan niệm rõ ràng hơn về luật nhân quả, chúng ta hãy tuần tự phân tích thành tướng của nhân quả trong mọi sự vật. Một, nhân quả có trong những vật vô tri vô giác. Nước bị lửa đốt thì nóng, bị gió thổi thì thành sóng, bị lạnh thì đông lạnh, nắng lâu ngày thì đại hàn, mưa nhiều thì lục, gió nhiều thì sanh bão. Hai, nhân quả trong loài thực vật. Hạt cam thì sanh cây cam thì sanh trái cam, hạt ớt thì sanh cây ớt thì sanh trái ớt. Nói một cách tổng quát, giống ngọt thì sanh trái ngọt, giống chua thì sanh trái chua, giống nào thì sanh quả nấy. Ba, nhân quả trong các loài động vật. Loài chim sanh trứng nên chúng ta gọi trứng là nhân. Chờ khi ấp nở thành con là quả, con chim ấy trở lại làm nhân sinh ra trứng là quả. Loài thú sinh con ấy là quả, con thú lớn lên trở lại làm nhân sanh con là quả. 4. Nhân quả nơi con người. Về phương diện thể chất, thân tứ đại là do bổng thụ khí huyết của cha mẹ và do hoàn cảnh nuôi dưỡng. Vậy cha mẹ là hoàn cảnh, là nhân, người con trưởng thành là quả, và cứ tiếp nối nhau như thế mãi. Nhân sanh quả, quả sanh nhân, không bao giờ dứt. Về phương diện tinh thần, những tư tưởng và hành vi trong quá khứ tạo cho ta những tánh tình tốt hay xấu. Một, nếp sống trong hiện tại, tư tưởng và hành động quá khứ là nhân. Tánh tình, nếp sống tinh thần trong hiện tại là quả. Tánh tình và nếp sống này lại làm nhân để tạo ra những tư tưởng và hành động trong tương lai là quả. Để nhận rõ cái phần tinh thần quan trọng này, chúng ta hãy dành riêng cho một mục để đặc biệt chú ý đến hành tướng của nó dưới đây. Nhân quả về phương diện tinh thần. Một, nhân quả của tư tưởng và hành vi không tốt. Tham, thấy tiền của người, nỗi lòng tham lam sanh ra trộm cắp hoặc giết hại người là nhân. Bị chủ đánh đập hoặc đâm chém phải tàn tật, hay bị nhà chức trách bắt giam trong khắp đường chịu những điều tra tấn đau khổ là quả. Sân, người quá nóng giận đánh đập vợ con, phá hoại nhà cửa, chém giết người không góp tay là nhân. Khi hết giận đau đớn nhìn thấy vợ con bệnh hoạn, nhà cửa tiêu tan, luật pháp trừng trị, phải chịu nhiều điều khổ cực là quả. Si mê, người say mê sắc dục, liễu bỏ qua tường không còn biết sự hai dở phải trái là nhân. Làm cho gia đình lũng củng, thân thể suy nhược, trí huệ u ám là quả. Nghi ngờ, suốt đời cứ nghi ngờ việc này việc khác, ai nói gì cũng không tin, ai làm gì cũng không theo, đó là nhân kết cục, không làm gì được cả,
đến khi lâm chung buông xuôi hai bàn tay chặt, đó là quả kiêu mạn, tự cho mình là hơn cả, khinh bị mọi người, chà đạp lên nhân phận người chung quanh, là nhân bị người ghét bỏ xa lánh, sống một đời lẻ loi cô độc là quả, nghiện rượu trà chung nhau tiền bạc ăn nhậu cho quả quên là nhân, đến lúc say xưa dán bát ngột ngang ghế bàn nghiêng ngả, nhiều khi gây ra chết giết nhau làm những điều tội lỗi phải bị phạt vạ và tù tội là quả. Trái mê cờ bạc thấy tiền bạc của người muốn hút về mình, đóng đuổi qua năm suốt tháng theo con bài lá bạc là nhân, đến lúc của hết nhà tiêu nợ nần vây khéo, thiếu trước hụt sau, thâm quỷ thục két nhà là quả. Hai nhân quả của tư tưởng và hành vi tốt, như trên chúng ta đã thấy những tư tưởng hành vi xấu xa tạo cho con người những hậu quả đen tối nhục nhã khổ đau như thế nào, thì những tư tưởng và hành vi đẹp đẽ tạo cho con người những kết quả sáng lạng vinh quang và an vui như thế ấy. Người không có tánh tham lam bỏng xẻng thì tất không bị tiền của trói buộc, tâm trí được thảnh thơi. Người không nóng giận tất được sống trong cảnh hiền hòa, gia đình êm ấm. Người không si mê theo sắc dục thì tất được gia đình kính nể, trí huệ sáng suốt, thân thể tráng kiện. Người không hay ngờ vực có đức tin thì hăng hái trong việc, được người chung quanh tin cậy, dễ thành tựu trong đời. Người không ngạo mạn thì được bạn bè quý chuộng, niềm nở đón tiếp, tận tâm giúp đỡ khi mình gặp tai biến. Người không rượu chè cờ bạc thì không đến nỗi túng thiếu, bà con quen biết kính nể yêu vì. Những điều này tưởng không cần phải nói nhiều, quý độc giả cũng chẳng biết. Hằng ngày quanh chúng ta những cảnh tượng nhân và quả ấy diễn ra không ngớt, chỉ cần dở tờ báo hàng ngày đọc các mục tin tức là thấy ngay. Nói một cách tổng quát về phương diện tinh thần cũng như vật chất, người ta gieo thứ gì thì gặp thứ ấy. Người Pháp có câu, mỗi người là con đẻ của công nghiệp mình. Lợi ích đem lại cho chúng ta do sự hiểu biết và áp dụng luật nhân quả. Một, luật nhân quả tránh cho ta những mê tín dị đoan, những tin tưởng sai lầm vào thần quyền. Luật nhân quả cho chúng ta thấy được thực trạng của sự vật, không có gì là mơ hồ bí hiểm. Nó vén tất cả những cái màn đen tối phịch phờ của mê tín dị đoan đang bao trùm sự vật. Nó cũng phủ nhận luôn cái thuyết chủ trương vạn vật do một vị thần sinh ra và có quy quyền thượng phạt muôn loài. Do đó người hiểu luật nhân quả sẽ không đặt sai lầm tin tưởng của mình, không cầu xin một cách vô ích, không ỷ lại thần quyền, không lo sợ hoang mang. Hai, luật nhân quả đem lại lòng tin tưởng vào chính con người mình. Khi đã biết đời của mình là do nghiệp nhân của mình tạo ra, mình là người thợ tự xây dựng đời mình là kẻ sáng tạo mà không tin tưởng ở mình thì còn tin tưởng ở nơi ai nữa. Lòng tự tin ấy là một sức mạnh vô cùng quý báu, làm cho con người dám hoạt động, dám hy sinh, hăng hái làm điều tốt. Vì những hành động tốt đẹp ấy họ biết sẽ là những cái nhân quý báu đem lại những cái kết quả đẹp đẽ. Ba, luật nhân quả làm cho chúng ta không chán nản, không trách móc. Người hay chán nản hay trách móc là vì đã đặt sai lầm tin của mình, là vì đã có thói quen ỷ lại ở kẻ khác, là vì đã hướng ngoại. Nhưng khi đã biết mình là động lực chính, là nguyên nhân chính của mọi thất bại hay thành công thì còn chán nản trách móc ai nữa. Đã biết mình là quan trọng như thế thì chỉ còn lo tự sửa mình thôi, gieo nhân xấu để khỏi phải gặp quả xấu, tránh tạo giống ác để khỏi mang quả ác. Quyết đi. Một, có người nghĩ rằng nhân quả là một luật tự nhiên rất đúng đắn công bằng. Sao có người cả đời hiền từ mà lại gặp lắm tai nạn khổ sở, trái lại những người hung ác sao lại vẫn được an bình? Đáp, những động trên đã nói, thời gian tiến triển
Từ nhân đến quả có khi nhanh khi chậm, chứ không phải khi nào cũng đồng nhau. Có cái nhân dẫn dắt đến quả ngay, có cái nhân từ đời này đến đời sau mới hình thành quả, vân vân. Vậy nếu có người trong đời hiện tại làm việc hung ác mà được an lành là do kiếp trước họ tạo nhân hiền từ, còn cái nhân hung ác mới tạo trong đời này thì tương lai hay qua đời sau họ sẽ chịu quả báo. Cũng như có người năm nay ăn chơi không làm gì hết mà vẫn no đủ là nhờ năm rồi họ có làm, có tiền, có vốn của để dành. Còn cá nhân ăn chơi không làm năm nay thì sang năm họ sẽ chịu quả đối đất. Còn người đời nay hiện từ làm các điều phước thiện mà vẫn gặp tai nạn khổ sở là do đời trước họ tạo những nhân không tốt. Cái nhân hiền từ đời nay qua đời sau họ sẽ hưởng quả vui. Cũng như có người tuy năm nay siêng năng làm ruộng mà vẫn thiếu hụt là vì nhân ăn chơi năm trước rồi. Vừa rồi cái nhân siêng năng năm nay, sang năm sau họ sẽ hưởng quả sung túc. Cho đó cổ nhân có nói: thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Nghĩa là việc lành hay việc dữ đều có quả báo, chỉ khác nhau đến sớm hay muộn mà thôi. Hai, có người hỏi: theo luật nhân quả thì ai làm nấy chịu? Cha làm tội con không thể thay thế được, con làm tội cha không thể thay thế được. Sao thấy có những việc cha làm con phải chịu liên can, con làm cha phải chịu ảnh hưởng? Trả lời: trong kinh Phật dạy nhân quả nghiệp báo có hai thứ, biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là nghiệp báo riêng của mọi chúng sinh, như mình có học nhiều thì mình biết nhiều, mình ăn thì mình no, mình siêng năng thì mình dễ thành công, mình lười biếng thì mình sẽ bị thất bại. Cộng nghiệp là nghiệp chung cho nhiều chúng sinh cùng giống sống trong một hoàn cảnh như người Việt Nam sống trên mảnh đất chữ S này trong giai đoạn chiến tranh Việt Pháp vừa qua. Thì dù giàu dù nghèo, dù trí thức dù bình dân đều chịu ảnh hưởng chung của chiến tranh. Như sách nợ nước tiên tiến thì mọi người đều tương đối được hưởng một đời sống vật chất đầy đủ hơn ở một nước bán khoan đã chúng sanh trong một gia đình, một xứ sở hay một dân tộc. Cố nhiên cái nghiệp quả phải có liên quan với nhau. Sách có câu: nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua vạn thọ hương. Nghĩa là một người làm phước ngàn người đều được ảnh hưởng, một cây trổ qua muôn cây chung quanh đều được thơm thơm lây. Kết luận: chúng ta đã biết giá trị của luật nhân quả, vậy chúng ta nên đem bài học này ra áp dụng vào mọi công việc hàng ngày của chúng ta. Khi chúng ta làm một việc gì, nói một lời gì, cũng nên nghĩ trước đến nhân quả tốt hay xấu của nó, chứ đừng làm điều nói liều rồi phải chịu hậu quả đau khổ nhục nhã trong tương lai. Nếu chúng ta làm được như thế thì chúng ta sẽ thấy tánh tình và hành vi của chúng ta mỗi ngày mỗi cải tiến, các việc sái quấy sẽ giảm bớt, các việc lành càng thêm tăng trưởng. Và do sự gieo nhân toàn thiện đó từ địa vị người, chúng ta có thể tiến dần lên quả vị thánh hiền siêu nhân. Tiếp theo đây, nhà sư xin ngâm hai bài thơ do một vị tu sĩ sáng tác. Bài thơ với tựa đề Ngắn đời nương đạo. Cuộc thế mơ màng giấc lời dân, được thôi vì cùng chốn mê thành, ruộng dâu muôn đám quần thương hại,
hành. Tóc bạc bao giờ thay tuổi trẻ, gia dùng há về trở mày xanh. Cho đời nghĩ lại cao ôi ngang, cửa phần chi bằng phàm bận sanh. Tiếp theo là bài Tuồng Đời Giả Tạm. Trường hát nhân sanh cứ diễn trò, hơn thua cao thấp mặc cho đó. Thông minh tài trí trang anh dùng, dạy dỗ ngu si cũng một gòn. Sống tạo lợi danh cùng phổ quý, thác rồi quá đất cùng xương tro. Chỉ còn tội phước đem theo đằng, thượng phạt công bình khỏi sợ lo. Cúng dường bố thí người ta, tránh tham lần bớt để mà tiếng la. Duy trì giới hành mới nên, độ cho tánh ác hạ bên tấm lòng. Hãy cho nhẫn nhục vào trong, tâm ra sự dần đốt nung con người. Khá trì tình tâm chớ lời, dầu khổ thế mây vui cười qua. Hằng lo định trí thiền na, đặng đừng tán loạn mê xa cõi trần. Ráng dồi trí huệ đắc phần, hết phen ngu muội thoát thân khổ sầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính.
kính chúc quý ngài được pháp thể khinh an, chúc sanh dị độ, Phật sự viên thành, bồ đề mau chứng đắc, và làm công thiền thanh lương đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ giải thoát, và làm một tàng cây bóng mát để che chở cho đời bớt cơn nắng hạn sầu đau. Và xin kính chúc cho tất cả quý đồng hương Phật tử bốn phương xa gần được phát tâm tu thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác, tinh tấn tu hành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô thượng tinh tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật.